Đấy. Đây, quay luôn đi. Đâu rồi, sao cái thằng chuột này? Đúng rồi. À, đấy. Xin chào mọi người nhá. Chủ nhật tuần này thì lương Nam dòng sông Nam khá hơn. Bởi vì có thằng đệ thằng chuột nó ở lại cùng. Hai anh em ngồi uống rượu, tản mạn thơ, bình thơ, luận thơ, luận thơ. Hôm nay nông làm thơ giỏi lắm đấy. Cười cái gì? Nó khén nó cá nó phải chạy ra ngoài cột điện rồi. Này, sao thế? Mày ra cột điện là mày phải rót thêm uống nữa chứ? Nguy hiểm. Để uống hết cái gì cái rượu này. Được anh khen có khách khứa đâu đâu không ta quay đi chứ. Ôi giời, tưởng có khứa trực tiếp cái gì đâu mẹ là chuột quay thì làm ăn cái gì mày mấy con sự con mẹ con chó của anh mấy hôm nó không tìm ra nó sơi luôn. Anh chà, ấy canh Hà Nam này nó chuyên đọc là cái canh đông khách xem phết. Nhiều khi làm những cái việc đấy. Đâu mà thánh tức canh Hà Nam này khiêm bản là cái gì đây? Suốt ngày đi quay đọc lời tức canh hay nhậu. Có thế mà thấy chú đốn nó không đánh nhau à? Thấy máu là nó không máu gì đâu. Nó không cắt tết thì thôi chứ còn không có đăng ký nhìn thấy cái màu máu là nó còn cấm đấy à. Nó mà đánh bình thường mỏ không xin giới thiệu với mọi người rằng anh này tên thì anh anh là Vĩnh Văn Đào. Đấy thì anh em vẫn gọi là Đào Văn Chuột. Mày cứ cho khán giả nhìn mặt cái thằng này. Đào Văn Chuột. Mày đào. Có thể nói sai à? Anh đâu Vịnh Văn Đào đúng không? Ở đây thì vẫn Đào Văn Chuột cho mẹ anh nhanh. Đào Văn Chuột. Đào Văn Chuột. Đâu, ta nói đúng tên mà. Đúng không? À đúng rồi. Vịnh Văn Đào. Đấy, Vịnh Văn Đào. Ở đây mọi người vẫn gọi là Đào Văn Chuột. Đấy là một. Thứ hai là anh này thì anh ở Ba Đồn. Quê anh ở Ba Đồn. Ba Đồn không phải ở Quảng Bình đâu. Ba Lồn. Mà ở ngay cái chỗ có cái lăng Bác ấy. Trâm Tiểu. Đệ vui đấy. Hôm nay có thằng đệ nó đỡ bút buồn này, tuần trước nó buồn ý. Ôi giời. Rồi dòng sông Nam xin gửi tới bài thơ Tức Cảnh nhá. Đây để cho thằng em nó biết luôn này. Hôm nay ấy cũng cuối tuần, khác xa tuần trước, có thêm thằng này, tên nó là Vĩnh Văn Đào, gọi là Chuột Đào, lại cô, hôm nay uống rượu. Liver đem khoe. Mọi người chắc đã ngồi nghe sông Lam trò chuyện. Lê về. Thằng em
lề nhè. Cái thằng này cười cái gì? Tao phải làm thơ lúc bát nó phải đúng đúng cái số chữ, số câu, câu thì có thể tùy, nhưng mà số chữ nha phải đúng gieo vần. Hôm nào tao lại dạy mày làm thơ, mày lên ngồi trên mái mày làm thơ. Ôi, xong rồi cười tiếp. Cười tiếp à? Mày đừng để ra dưới cột bê tông mày chết. Đáng uống rượu để cười cặc. Rồi để mày uống xong. Ây chà. Chủ nhật này vui hơn rất nhiều. Một bình đầy ư. Hai thằng đem sơi. Thấy không? Đâu đấy? Mày nhìn đâu đấy thằng? Múa. Ấy rằng chúc mọi người vui chủ nhật bên cạnh gia đình ấm êm. Xin tạm biệt. Thằng chuột mới giơ tay tạm biệt mọi người đi nào, chú Ly nào, hết nhá. Hết nhá.